Tiến sĩ nhận được một số các cái inbox cũng có lẽ là chủ yếu các cái bà con đồng hương trong cái hội Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh là phải nói là các bạn nhé, Hà Nam Ninh là này, gồm có Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Và trước đây nó có cái tỉnh Hà Nam Ninh, tức là sau khi mà thống nhất đất nước rồi là năm 76 thì sáp nhập ba cái tỉnh Nam Hà, Nam Định, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành một cái tỉnh lớn là Hà Nam Ninh. Có, cũng vì có cái tỉnh Hà Nam Ninh ấy mà trước đây là nhà cháu đi sinh hoạt ở trong cái hội đồng hương thì đi quen Bắc Quang, biết Bắc Quang, quen Bắc Quang nhưng mà định chả biết, không có cái hội đồng hương thì chắc là mình thì có biết bác chứ bác làm sao biết đến mình đúng không? Bác làm công an công đồ rồi là làm cái bộ trưởng thì chủ tịch nước thì là thời gian đâu mà các bác ấy biết đến mình đúng không? Các bác ấy có biết là biết các cái đồng chí đồng dận rồi các cái doanh nhân như là Vũ Nhôm như là Lan thì biết gì đấy, cái anh tiến sĩ hớt tóc bể à đúng không, không biết đâu, nhưng mà nó cũng nhân duyên vậy các bạn. Ấy là đi sinh hoạt cái hội Hà Nam Ninh thì mình biết đấy, nguyên nhân là vậy. Thì vừa nãy thì mới nhận được cái tin nhắn thế này, các bác ấy bảo là như thế này, thôi thì bác Quang thì bác ấy chết thì cũng yên phận bác ấy rồi đúng không, thậm chí có bác bảo trông bác ấy thế thì thật ra bác ấy chết thế là đúng quy trình, đúng lúc đúng thời điểm. Vâng, chào bạn Nguyễn Hợp, chào bạn tất cả tổng chào các bạn nhé, trên hai ngôi nhà YouTube Facebook đấy. Thực ra cái quy trình thì không biết nó có đúng không, con người ta thì nó có cái quy luật, tức là sinh lão bệnh tử, sinh thì có hạn chứ tử nó bất kể, cho nên là nói cái quy trình thì nó cũng éo le và nó cũng xong le, nó cũng vô cùng lắm thôi các bác ấy. Thì cái người nhà quê người ta cứ nói thế thì phải không, bác cứ bảo là thôi bác Quang bác ấy chết thì cũng yên phận, nó cũng đúng quy trình, nhưng bác ấy sống thì cũng khổ, nó cũng rắc rối thì đã đành rồi. Nhưng mà cái lo của các bác ở dưới quê, các bác cái lo là lo cho mấy cái bác sống. Chứ hỏi đến bác nào, bác Vinh thì bác ấy béo tốt phây phây, bác ở quê mà cái quan sống ở quê thì cái quan cái tiếp xúc nhá. Ở quê các bạn biết rồi, nó mình bạc lắm, nó chân chỉ hạt bột đúng không? Như các cụ có hay nói là sờ đầu gối nói sự thực, tức là nó có sao nói thế. Cho nên tôi chân thực đến cái mức độ mà bây giờ rất nhiều những cái lùm xùm ở thành phố, nhưng khi nó lộ ra manh mối ra từ đầu nhà quê, nên là có cái ông là bảo là có cái ông em làm to tham nhũng về, cái thỉnh thoảng có câu chuyện cứ mang về quê bàn soạn mấy cái đám xài nhà của cái sân sau, nó tránh cái tiếng thị phi, cái giám sát thành phố, nó cứ có việc nó cứ về nhà quê nó bàn. Nhưng mà về nhà quê thì một là những người nhà quê thì họ cũng thật thà, ông chú ông bác thật thả mại khoe của cháu ta hôm qua về với nguyên đội chỗ đỏ chỗ kia cho cái tượng 5-7 tỷ, thế là cuối cùng nó lên đến tay các bác Hà Nội đấy, nó khổ thế. Vâng, tiếng hơi nhỏ ạ. Vâng ạ, cho tiếng to lên chúng. Vâng đấy, nhà quê thì nó hay thế, nó tức là nó rất là hay ở cái chỗ là nó chân chỉ hạt một, nhưng mà đôi khi nhà quê thì nó lại là cái đầu mối, nó tiết lộ những cái bí mật ở thành thị nhá. Đấy, thế các bác ấy bảo là thực ra thì bây giờ lấy cho chính như thế, các bác bảo là thôi thì tiến sĩ cũng nhắn về với các bác toàn bác chết rồi thì nó yên phận rồi, nó xong một việc rồi, còn chờ chôn cấp ma chay thôi đúng không? Nhưng mà cái chuyện là mấy cái bác còn sống là cũng phải cẩn thận. Các bác cứ dặn thế này, người ta bảo một ấy là nói năng là giữ mồm giữ miệng, không có gì là trong cái lúc nó thế này thì nó lắm, nó phát sinh nhiều chuyện lắm nhá. Các cái thế lực mà trong nước ngoài nước rồi cái thế lực các cái nhóm lợi ích nó không ăn cánh nhau, dậu đổ bình leo, mà nếu những người còn sống mà anh không có một cái nhãn quan mà nó sáng suốt nhá, và nó cảnh giác thì nó còn phát sinh liên quan đến cái chỗ mà người sống đấy, nó người ta nói đúng không ạ? Đấy, cho nên các bác thấy không, sau khi một cái số các cái nhân vật như là bác Quý Mọ nhưng mà thứ trưởng công an thượng tướng chết nhá, thế rồi là cái bác Bá Thành chết, tuyệt nhiên là nhà báo rồi dư luận cậy không cậy mồm được, nhân thân người vợ con các bác ấy giả nhời đúng không? Không ai giả nhời đâu, không giả nhời đâu nhá, không nói vui buồn gì cũng giữ ở trong lòng chứ không nói, đằng nào chết rồi đúng không, chết thì chết rồi, không nói những cái điều nó ai oán hoặc những điều nó thị phi hay những điều nó nghi ngờ, mà nói ra có khi nó còn nguy hiểm đến người còn sống ấy đúng không? Đấy, bạn mày biết cái gì đấy, cho nên là cũng thấy là ở nhà quê vậy, nhưng mà các cụ nghĩ nó cũng có đầu có cuối. Các cụ bảo đấy, các cụ bảo tiến sĩ ở trên ấy thì hay live stream, thế thì gọi điện không được thì thôi cứ live stream, thì nói chung thì các bác ấy biết, có thể các bác ấy bây giờ thì bảo là cái lúc tàng ra nó bối rối, có khi bức tức ở trong rồi có những cái chuyện mà nó không nên nói,
nó không đáng nói, nói ra nó gây nguy hiểm, mà nói ra thì không những nó không giải quyết được cái việc gì mà nó còn gây nguy hiểm cho gia quyến. Bác dặn này, chưa hết đấy, các bác còn dặn thế này, thôi cái bác ở nhà, cái bác Vinh ở quê thì không nói, nhưng mà cái bác Tỏ đấy, cái bác Sáng, bác Tỏ là trước cái trung tướng thứ trưởng công an, mà nghe đâu là thời kỳ bác Quang còn sống là có phương án là bảo với bác công an là lại về công an làm thứ trưởng rồi lên bộ trưởng. Đấy, tội nghiệp thế rồi, không biết thử như thế nào, đúng không? Việc đấy là việc của đảng, không biết được, mà nghe dư luận nó thế. Nhưng mà nghĩ bác Tỏ đấy, bác ấy, trước anh em thì bác Quang làm bộ trưởng, bác Tỏ thì làm thứ trưởng, thì bác Sáng làm cục trưởng thì nghe là nó cũng xong le, đúng không? Nó cũng kiểu như là cả nhà là quan, thế là người ta mới tách ra, đúng không ạ? Đấy, thế sau khi là bác Quang làm chủ tịch nước rồi thì nó cũng đỡ đi. Nghe đâu là bác Tỏ cũng có cái mong muốn là muốn trở về bộ công an, nhưng mà cháu thì cháu cứ nói thật với bác, em nói thật bác cũng không hẳn như thế đã hay đâu nhá, đúng không? Đấy là chưa kể là bộ công an nó lắm, còn virus lắm, còn virus hiếm, virus lạ lắm đấy. Bác Ngọ năm nào cái đây mấy năm nó cũng chết, đúng không? Sau khi mà được nhận được mấy cái cú điện thoại đối thoại những gì để phỏng vấn của ấy xong là chết. Mấy hôm trước thì nói giọng sẵn sàng, hôm sau đã bỏ chết rồi nhá. Thế rồi là bác Quang cũng lại những cái con virus lạ, virus hiếm, và khoa học thế giới đi 6 lần sang Nhật. Trước đây thì cứ tưởng là bác ấy là làm sao, một là bác ấy cái lơ là cái ban sức khỏe, hay là bác ấy tham công tiếc việc quá, cũng không phải. Bác ấy đi gần mấy lần, tức là 6 lần, tức là 5 bàn tay cộng với 1 ngón tay là 6 lần nhá. Thế người thường như mình mà đi đến 1 lần thì cũng chẳng ai, mấy ai mà một lần đi Singapore, đúng không? Đi Nhật, đi bệnh viện tỉnh đấy, còn nhiều người cũng chẳng có tiền mà đi, đúng không? Bệnh viện tỉnh đấy còn có nhiều người còn chẳng có đi. Nhưng mà đây bác Quang lên là 6 lần đi Nhật, đi Sinh, đi các nước khác mà vẫn không cứu được. Các bác thấy nó công phu nhưng mà nó nguy hiểm, những con virus nguy hiểm lắm nhá. Trước kia nó vật chết tươi ông Phạm Vũ Ngọ, giờ nó cũng lại vật bác Quang là cháu như thế nhá. Thế thì sao ạ? Thế thì phải cảnh giác. Không? Phải cảnh giác từng cái chỗ ngồi, cái chỗ đi nhá, cái chỗ ngồi, cái ăn cái uống là phải cẩn thận, chứ không có là bị cái con virus hiếm, mà virus thì đã nguy hiểm rồi, mà lại là virus hiếm thì các bác biết nhá, thì lại theo chân bác cả cháu thì có phải chết. Một gia đình thì cũng nên có một người bị cái con virus hiếm thôi, chứ lại bị đến 2-3 người thì đúng là nó là nghiệp chướng đấy. Các bác ở nhà quê dặn thế, nghĩ cho cùng là các bác cũng phòng xa đấy, cứ bảo là các bác ở nhà quê, các bác ấy nông cạn, các bác cũng không đúng, mình ở thành phố nhưng mà mình lại không nghĩ ra, nhưng mà các bác ở nhà quê các bác lại nghĩ ra, các bác ấy nhắn tin nhau đấy. Thế mà bây giờ thì bảo là vâng ạ, chào bạn Long Vân, rất cảm ơn bạn ạ, bao giờ mình đến Lyon Pháp thì mình sẽ liên lạc và mình sẽ đến nhà bạn chơi. Rất là cảm ơn bạn, và có một bạn Long Vân ở Lyon Pháp, đúng không ạ? Vâng, thành phố Lyon là có nhã ý là mời mình đến chơi, tất nhiên là mình cũng phải thu xếp. Bây giờ cái mọi cái thì nó cũng thuận lợi thế, nhưng mà tuy nhiên là cũng không phải là dễ, đúng không? Bác Quang bác đi Lyon thì dễ, chứ chiến sĩ hớt tóc về mà đi Liêu cũng khó, tất nhiên là rất là cảm ơn bạn. Vâng, quay trở lại cái câu chuyện bác Quang đấy. Thế cho nên là thông qua cái diễn đàn này ấy, thì bây giờ nó khó như này này. Bây giờ gọi điện cá nhân thì không được, thì vào hết gọi cho cái anh Quân, là cái anh con trai của cái bác Quang, gọi nọ và gửi cho cái thuốc dân gian. Cái hôm 16 đấy, thấy bác cái ốm đau hò hèn quá, gầy yếu quá, mắt thóp đi tóp như vậy nhá, mắt trắng dã, môi thầm xì, cám cảnh quá, bảo gửi cho tí thuốc dân độc về xem nó chữa được nhiều anh. Bệnh viện giả về đấy, đến đi chữa khỏi. Thế nhưng mà tuyệt nhiên là không được. Không được, vâng, cảm ơn bạn Long Vân ạ. Đấy, thế thì thể theo cái nguyện vọng của anh em ở hội Hà Nam Ninh thế thì thông qua cái diễn đàn này thì nói, thế thì bạn nào mà nghe hay gần nhà, cái bác Sáng bác Tỏ nhá, nhắc nhở các bạn nhá. Vâng, cảm ơn bạn Thức Đoạn. Phải nhắc, nãy mình để cái mic nó chứ không đúng cái góc độ, cái khẩu độ. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe và đã cho mình biết. Hôm qua mình hát karaoke không có tiếng, sao mở số hổ quá. Mình hát hăng quá, hát máu quá. Hát kiểu chưa bao giờ là hát. Lúc hát các bạn comment là không có tiếng, nhưng mình không biết lúc về sau mở không có tiếng. Số hổ quá. Vâng, lát nữa có khi là hát 1-2 bài để tạ lỗi các bạn.
nó khổ đấy, bây giờ nó già rồi. Nó già rồi nó cứ lần thần đấy, công việc nó nhiều nhá. Công việc nó nhiều đâm ra nhiều lúc nó cứ rối tinh rối mù nó khổ. Vâng ạ, vâng ạ. Các bò ăn nhiều quá lại chạng lại chết. Các bò ăn nhiều quá lại chẳng chết. Vâng, cũng ăn nhiều quá cũng chết thì chết được bộ thực. Ăn vì chất độc đúng không? Ăn bẩn hay chết lắm. Đấy. Thế thì bây giờ trở lại cái câu chuyện, tức là bây giờ thông qua như là phải nhắn cái bác Tỏ với cái bác Sáng nhá. Báo cáo các bác này, các bác thì chẳng biết em, nhưng em thì sinh hoạt ở cái Hà Nam Minh lâu thì em biết bác Quang. Thông qua bác Quang thì biết các bác là các bác Sáng, bác Tỏ đúng không? Thế bạn nào Thái Nguyên thì nhắc bác Tỏ là phải cẩn thận nhé. Cẩn thận đấy. Có cái lúc người ta bảo là cái gì rộng lỗ bìm leo thì nó hay có cái rớp. Cái rớp. Phải không ạ? Mà có khi lại còn có cái, mà cái rớp nó xảy ra thì người ta bảo chết trùng. Có những nhà mà chết nhiều lắm. Chết bố, chết em, chết anh, chết em, chết con, chết cháu nó phiền nhá. Thế phải cẩn thận, đi lại nó cũng cẩn thận. Một cái tai nạn đường xa giao thông bây giờ thì nhiều khi ấy. Vâng. Nhiều khi là có những cái chết người ta cứ vin vào tai nạn, nó không biết có chết vào tai nạn không chứ nào nhá. Nhưng mà đấy, nhưng mà trong cái điều kiện bây giờ thì nó các bác hết sức cẩn thận đúng không? Cẩn thận lắm. Hai cái là phải hết sức tránh cái con virus hiếm nhá. Nhà mà đã bác Quang đã bị con virus hiếm rồi mà bây giờ mà để bác Tỏ với bác Sáng mà lại bị con virus hiếm thì người ta bảo là di truyền. Sau này nói các bác chết thì thiệt rồi chứ. Sau này con cháu rồi lấy chồng lấy vợ khó, người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Bây giờ thì trước người ta bảo là xem lịch già cái nhà nó có cái bệnh tim la, cái bệnh giang mai đấy nhá. Hay là cái bệnh gì đấy, hay là cái bệnh vẩy nến gia truyền. Bây giờ lại bảo là cái nhà ấy có cái họ hàng nhà ấy làm quan làm chủ tịch nước, nó làm khi nhưng mà nó có cái bệnh, nó có cái giai cái bệnh di truyền là cái con virus hiếm thì không ai làm đấy nhá. Đấy, thế này phải cảnh giác đấy các bạn. Ăn uống cũ ăn cho nó sạch sẽ vào, mà đừng có ham hố những cái tiệc tùng, những cái mời, kể cả cái đi nước trong nước ngoài nhá. Sợ lắm, chả biết thế nào. Nói trộm như bảo là nhiều khi các bác cái đi nước trong nước ngoài nhiều quá là hay nhiễm những cái bệnh nó hiếm gặp đúng không? Bệnh hiếm gặp nhiều khi nó du nhập ở nước ngoài. Sợ. Vâng, thế lúc đấy thì đang ngủ đấy, các bác đang ngủ thì các bác cái dạng, các bác ở hội đồng hương Hà Ninh bác dạng. Và bây giờ đã liên lạc được chưa? Bảo chưa. Thế các bác cái bảo là có đấy, có cái chủ định là lên để đi viếng không? Có đấy, có ý định chứ không phải có, nhưng bây giờ lên thì chưa chắc đã có, đã vào. Để các bác biết rồi. Những cái chết mà nó có vấn đề thế này thì là mà lại là nguyên thủ quốc gia thì người ta cũng chặt chẽ lắm. Có khi đi dự đám tang thì ngoài cái thân bằng cố hữu mà phải kiểu như là cái kiểu giống như thăm gặp ấy, thì lại còn phải những người phải có giấy mời, phải có thẻ đeo chứ đâu có được vào. Còn nếu vào thì cũng đứng ngoài đường như kiểu hội đi Bắc Giang thì đứng ở nhà rồi bái vọng lên cũng được, đúng không? Rồi là mua thẻ nhang thắp ở đây nhá. Mà chiều mà phu nhân mà đi chợ thì mua cho bố thẻ hương nhá, để bố tranh thủ bố thắp cho bác Quang nhá. Ừ đấy đồng ý đấy. Mua thắp cho bác ấy, tí cho bác cái mát mẻ chứ bác cái chết cũng đau đớn lắm nhá. Dạ bác ốm đau thế đúng không? Đúng rồi, đi ra nước ngoài mà đi ra nước lạ thì cái khả năng nhiễm virus lạ nó cao lắm, cho nên là đúng không ạ? Thế cho nên là thông qua cái diễn đàn này thì cũng nhắc các cái bác nhá, bác Tỏ này, bác Sáng, thế thì cũng cố thôi thì chết thì cũng chia buồn với các anh các bác, nhưng mà thôi nước mắt ta đành nuốt vào trong các bác ạ nhá. Nén đau thương thành hành động thì là lo cái chuyện chôn cất hậu sự cho bác cái chu đáo, nhưng mà phải cảnh giác nhá. Chưa có ăn uống lung tung, đi đứng là phải giữ ý giữ tứ, không có giờ là bị cái con virus lạ mà nó nhiễm mọi người. Cái con virus thường thì là bắt ra được, kể cả bây giờ các cái loại cái con virus ung thư cái gì là được, nhưng mà cái con virus lạ là chưa bắt ra được nhá. Vâng, mưa hung mũi. Thế cho nên đấy, thế thì thấy thế thôi. Hôm nay thì chỉ có cái việc cái thôi. Thực ra là cái việc hôm nay là muốn nhắn đến cái bác Tỏ với cái bác Sáng, là hai cái bác em dai của bác Quang. Mà quái sao cái thời gian gần đây nó lắm cái con virus gì mà nó nguy hiểm. Cái hồi anh Ngọ anh ấy mất thì đã ấy rồi, xong là anh Bá Thanh không tìm ra được cái con virus gì. Thế rồi là những tưởng là như thế thì là có cái bài học rồi, là có cái Việt Nam mình nhiều giáo sư tiến sĩ lắm thì có một cái gì đó giống như là cái công trình nghiên cứu gì đấy, phải không? Để bảo vệ sức khỏe cho các bác, bây giờ lại để con virus lạ nó chui vào người ông chủ tịch nước rồi là chết khổ chết sở thế.
Chán. Thế bác nào nhá, bác nào mà biết có cái bài thuốc dân gian gì đấy thì là ngón tay làm phúc các bạn. Mách của các bạn. Bạn Nguyên nói đúng, Việt Nam cái gì cũng lạ. Tàu lạ, bây giờ lại có con virus lạ, virus hiếm. Nhiều giáo sư tiến sĩ thế mà lại không phát hiện ra, không chỉ đích danh được cái da. Ở nhà ăn giò trứng thì không nhiễm chắc chắn rồi, cứ ở nhà ăn giò trứng đúng không? Rồi thậm chí bắt con ốc này cắn đi ra mút chùn chụt thì không sao. Đúng rồi, nhãn lồng giò trứng thì không sao. Thế người ta mới bảo mà. Vâng. Thế cho nên ngày trước mới thấy cái ông đồ Yên Đổ, ông Nguyễn Khuyến, ông ấy Thánh, đúng không? Ba lần ông ấy đỗ tam nguyên chứ không phải là cái bằng kiểu như cái bằng các bác bây giờ là cái bằng tại chức mà nghe lại còn nghi vấn để bỏ cấp dưới đi học. Ba lần trước là ông, ba lần ông ấy đi thi đình, ông đỗ, ông đích cần làm quan. Nghe ông ấy bảo là ta dại, ta về nơi vắng vẻ, người khôn, người đứng chứ không trốn lao sao. Xuân ăn măng trúc, đông ngân giá, thu tắm ao sen, hạ tắm ao. Đấy. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cũng nghĩ vậy, nhưng trộm nghĩ bảo có khi là tại các bác ấy cũng tham quá, đúng không? Chen vào cái chỗ lao sao, phải không? Chen vào cái chỗ gọi là đi tranh giỏi tranh hay, người ta làm cái gì rồi người ta chẹt cho, đúng không? Cứ sống cuộc đời ở nhà an nhàn, thậm chí là thanh bần một chút thì đâu có bị cái con virus lạ nó chui vào người đâu, đúng không? Chả bị gì hết, sống chết cũng sướng. Đây có mấy cái ông cụ ở chỗ tôi đây này, có mấy cái ông cụ sống chín mấy tuổi, tức là gấp rưỡi tuổi bác Quang này, nha. Hồ chiều đến cắt tóc còn cười phơ lứa, còn nói chuyện, thậm chí còn thì mấy cụ già là như nói chuyện cho vui, nói chuyện mà đi lên dốc cun chơi phò chơi phạch. Thế tối là các cụ đi, sáng sau là các cụ đi mát mẻ, đi cứ dùng tiền ra để hồng hào sạch sẽ. Tối hôm ấy các cụ còn cắt móng chân móng tay các cụ tắm nha. Đấy, rồi thậm chí là các cụ bảo là tối qua cụ còn đi lên dốc chân cun đấy, sướng lắm chứ không phải là để làm quan chưa chắc thì đã sướng đâu nha. Nhiều bác thì bây giờ cứ chen nhau, thậm chí là bỏ tiền ra chạy chức chạy quyền chạy ghế em chả chơi. Nhà cháu chả chơi nhá, chả chơi đâu. Vâng, Nguyễn Bình Khiêm tiến sĩ ạ. Vâng, ông Nguyễn Bình Khiêm, vâng, Nguyễn Bình Khiêm ông Trạng Trình, ông ở Man Hải Dương, bây giờ nó về Hải Phòng. Thế còn ông Nguyễn Khuyến ấy, ông Nguyễn Khuyến là cái ông Tâm Nguyên Yên Đổ. Vâng, cho nên là đấy, thế thì nhân cái lúc mà nó tranh thủ thế thì có khi là cũng báo cáo các bạn cái câu chuyện nó có thế thôi chứ nó cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà rồi là không nói thì là nó muộn, thì có khi là không nói thì các bác ấy chả giữ ý giữ thứ gì. Cái lúc mà cái công việc bình thường thì các bác ấy cũng nhiều lúc cũng vô ý lắm, đúng không? Thế thôi, nhiều vô ý nó mới để ra những cái tiếng thị phi nó nhiều như thế, vô ý nó mới sinh ra lắm kẻ thù như thế, đúng không? Có ý đâu nó như thế đâu. Thế nhưng mà bây giờ nó lại có cái việc ấy nữa thì nó vừa đau xót lại vừa căm hận vừa tức tối lại làm những cái việc vô ý khác, rồi là tai nạn nó ập đến cũng kịp. Thế nhà cháu mới lên nói, thực ra nói cái là nói mong ở đến tai cái gia quyến của bác Quang thôi, và đặc biệt hai cái bác em ấy, các bác bên nội đâu, bác Sáng bác Tỏ nhá. Thôi thế thì chỗ có lẽ cái câu chuyện đấy thì là em sẽ dừng lại ở đây. Thế còn bây giờ thì nãy thì mấy bác bảo là phải hát đền cái karaoke hôm qua nó không có tiếng. Karaoke thì báo cáo bác hát thì trên YouTube thì có tiếng, Facebook nó mất tiếng, nó không biết là do kỹ thuật hay là do cái em kiểu Trang kiểu Trinh gì đấy, em ấy chặn mình thôi khi bớt biết. Bắn súng lên thì đền đạn, nên hôm qua Facebook nó có tiếng rồi thì thôi, em không hát nữa. Hôm qua bác ấy cười, các bác ấy bảo là hát được một tí thì cứ ti toe. Vâng, thế cho nên là sẽ kết thúc cái Facebook, à cái YouTube trước, còn cái Facebook thì em hát để các bác bài, rồi em đi làm. Thế có được các bác? Chính xác đấy ạ, bây giờ là tứ bề thọ địch, không phải đơn giản đâu. Vâng, vâng, thế thì bây giờ thì em, nhà cháu sẽ hát một bài hoặc hai bài, đúng không? Mà thậm chí là các bác không lấy làm phiền thì hát ba bài cũng được. Hát thì đúng không? Mấy khi được hát, mình hát thì nó xả láng. Thế bây giờ thì cháu hát nhá. Theo các bác thì hát bài gì trước ạ? Bài gì trước, bài gì sau cho nó có thứ tự. Chính xác đấy. Không, Chính Lâm ạ. Đây không phải cà phê Bin, đây cà phê Bác Sáu Già. Bác Sáu Già rồi là Bạn Nắng Trần cho, rồi là Tặng. Cà phê ngon. Cà phê có thương hiệu, cà phê đóng gói. Vâng. Hát ba bài. Vâng, nhưng mà cũng phải nói trước nhá. Hát thì hát nhưng mà rất là cũng không vui đâu, bởi vì thực ra thì buồn thì cũng không hẳn là mình đã buồn, bởi vì mình đúng không, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không vui. Không vui thì không phải là không vui vì cái chết của bác cả nhá, mà nó gì ạ,
không vui vì những cái chuyện đầy rẫy ra gớm. Ngày nào một ngày người Việt Nam mình hàng trăm hàng mấy trăm người chết, có nhiều người còn đáng sống hơn nhiều mà vẫn phải chết đấy, không vui là không vui như thế. Chứ còn bác Quang này, bác cũng 60 rồi, 62 rồi, bác cũng ăn sung mặc sướng ăn trên ngồi chốc bao nhiêu năm nay rồi, đúng không? Có cái là chết trông nó vâng, chết trông nó cám cảnh, đúng không? Chết người ta chết lành lặn, chết êm đẹp, chết vui, đúng không? Thế chết nhưng mà xong, chứ còn chết như bác Quang thì khổ chứ có cái gì đâu mà. Cho bây giờ nhà cháu xin ăn một hai bài rồi là gì ạ? Rồi là đi làm nhá. Vâng. Thế thì hát bài gì được nhờ? Hát bài gì đây? Hát bài anh nằm xuống luôn không ạ? Hát bài cõi tạm.